Hơ để trị zona lan thần kinh. Bạn hơ điếu ngải cứu như này. Để khoảng cách ra độ khoảng cách mặt da khoảng 1,5 cm. Rồi nóng chưa? Nóng thì lại bỏ ra. Hơ như vậy. Rồi nóng rồi bỏ ra. Tiếp theo hơ ở đây. Nào nóng thì con nói nha. Nóng. Rồi. Tiếp theo này hơ này. Rồi. Hơ này. Rồi cái này chỉ 2-3 lần là nó sẽ khô nó bong ra. Cứ có cái chỗ vết zona nào các bạn hở đấy. Hở thì tì các ngón tay lên mặt da này để làm cữ, để tránh gây bỏng cho bệnh nhân. Đấy các bạn thấy không? Hở các vết đỏ bây giờ nó bắt đầu nó nhợt đi này. Hơ mỗi vùng như này khoảng 3 lần đến 5 lần. Đó. Rồi sau đó hơ ở dưới vùng này, đây, chỗ này cũng có này. Mọi người nhìn thấy chưa nào? Hơ này. Đó. Cái khoảng cách của nó cách cỡ khoảng là các bạn nhìn khoảng cách này, cách khoảng 1,5 đến 2 cm so với mặt da. Đó. Hơ 3 5 lần liên tiếp như vậy. Rát quá đấy, hơ nó phải rát, nó phải nóng rẫy như vậy cơ. Bệnh nhân không chịu được nữa thì nhấc ra yên tâm, mình không chạm cái điếu ngải này lên mặt da nên không sợ bỏng đâu. Hơn 3 đến 5 lần toát mồ hôi rồi, đương nhiên nó sẽ toát mồ hôi này. Bạn có thể dùng cái ống hơ như thế này, nhét cái này vào ống hơ này, nhét cái này vào cái ống hơ như thế này, hơ như này, nhét nó vào trong ống hơ này. Đó. Sau đó là các bạn hơ này. Thì cái này sẽ không sợ bị bỏng khi mà mình chưa quen, nhưng mà nó hơ nó lâu hơn chút. Đó. Cứ đặt chỗ này hơ lâu chút. Hơn 3 đến 5 lần tại vị trí như vậy là hết khoảng 10 phút thôi. Chúng ta